Mọi người có biết cái món này là món gì không mọi người? Đó chính là sườn cây Thái Lan đó mọi người. Chu cha, em tìm một cái bài nhạc Thái Lan nào nó rap nhưng mà nó hợp hợp một xíu mà không có tìm ra được. Cái món này mà mọi người muốn ngon á thì mọi người ra ngoài siêu thị mua cho em nửa ký sườn que cộng với lại nửa ký sườn non nha mọi người. Cái về mình đem về mình luộc khoảng 10 phút, xong rồi mình lấy ra mình rửa sạch lại với nước lạnh, rồi bắt đầu mình đem đi nấu nè. Công thức và định lượng thì em để cho mọi người tham khảo trên màn hình. Cái công thức này á cũng một phần là nhờ có cô hàng xóm tìm kiếm á mọi người. Chắc không dạ? Công thức có chuẩn không dạ? Chắc mà, trời ơi, công thức này tôi sưu tầm dữ lắm á, chuẩn Thái Lan luôn. Trong thời gian chờ thì mình sẽ cắt ngò rí với lại ngò gai. Cái đó là phần hương nha. Còn để tạo phần vị á thì mình bắt đầu cắt tắt nè mọi người. Sườn lúc này thì khoảng 1 tiếng là nó đã bắt đầu mềm rồi. Giờ thì bắt đầu cho ớt xiêm xanh vô trong. Kế tiếp á là nước cốt tắc. Cái này nhớ bỏ hộp đi nha mọi người, không có là đắng á. Đường với nước mắm thì mình sẽ cho theo tỷ lệ 1:1. Cái này chỉ là tỷ lệ tham khảo thôi, có gì mọi người gia giảm lại cho nó hợp khẩu vị nha. Còn khi nào mà gần ăn rồi á thì mọi người mới bắt đầu cho rau mùi vô. Có như vậy á thì cái sườn cây của mình nó mới thơm được, chứ mà bỏ vô sớm quá là cái rau nó yếu hết trơn à. Đó 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 đó. Mọi người nhìn cái nồi sườn cây của em thấy có hấp dẫn không mọi người? Thơm lắm luôn á nha mọi người. Ăn cùng với cái món này á chính là muối ớt kim quất, không thể nào thiếu được nha mọi người. Bởi vì mình có nấu cỡ mấy đi chăng nữa mà thiếu cái chấm đó là nó mất đi một nửa vị ngon rồi. Cái sườn cây Thái Lan của mình á nó mềm, nó ngọt ngọt chua chua, chấm cùng với muối kim quất béo béo mà mặn mặn nữa. Một sự kết hợp mà không thể nào có thể tả được, nó rất là ngon luôn mọi người. Phải nói là cực kỳ ngon luôn. Công thức chi tiết á thì em có để dưới phần bình luận, có gì mọi người chụp màn hình lại rồi làm theo cho nó dễ nha. Nhưng mà chấm với cái muối này hợp đúng không? Ngon. 10 điểm.